chỉ mỗi yêu thôi là sẽ bên nhau trọn đời. Phải có chia sẻ, có cảm thương em hỡi. Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau. Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào mình. Yêu tất cả, yêu quá khứ của nhau. Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại, sẽ ôm chặt và không thể rời xa. Là sẽ bên nhau trọn đời. Phải có chia sẻ, có cảm thông em hỡi. Đâu phải chỉ có yêu thương, chỉ có yên vui mỗi ngày, mà phải có lúc buồn rơi nước mắt cùng nhau. Yêu là khi giữa hai ta đặt cuộc sống của nhau vào. Yêu quá khứ của nhau. Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại, sẽ ôm chặt và không thể rời xa. Yêu là khi lúc xa nhau là hình ảnh của nhau trong đời. Đặt cuộc sống của nhau vào mình. Yêu tất cả, yêu quá khứ của nhau. Yêu là ai bước chân đi thì bàn tay kia sẽ níu lại, sẽ ôm chặt và không thể rời xa. Yêu là khi lúc xa nhau là những ánh của nhau trong. Đã từ trong cơn mưa đã hẹn quay về như lúc xưa. Khoảnh khắc khi anh nhìn em chờ sau cơn mưa, mãi còn vẹn nguyên đến bây giờ. Rồi một mai khi đôi chân cất bước quay trở lại, vẫn đó cơn mưa trên con đường xưa, vẫn đó góc phố, vẫn đó nỗi nhớ, vẫn đó những ngày đã qua. Và em nói sẽ giữ mãi cơ lại thấy chơi với giấc mơ vụt tan. Cơn mưa phai màu, anh cố đi qua nỗi đau, bỏ lại tiếng mưa đan vào nhau. Khoảnh khắc khi đơn mình dạ từ trong cơn mưa đã hẹn quay về như lúc xưa. Khoảnh khắc khi anh nhìn em chờ sau cơn mưa, mãi còn vẹn nguyên đến bây giờ. Rồi một mai khi đôi chân cất bước quay trở lại, vẫn đó cơn mưa trên con đường xưa, vẫn đó góc phố, vẫn đó nỗi nhớ, vẫn đó những ngày đã qua. Anh ra đi và lời hứa một mai sẽ quay trở về, và em nói sẽ giữ mãi câu ước thề. Vậy mà sao giờ đây chẳng còn những yêu thương đắm say. Anh lang thang tìm lại em trong những tiếng mưa miên man, rồi lại thấy chơi với giấc mơ vụt tan. Cơn mưa phai màu, anh cố đi qua nỗi đau, bỏ lại tiếng mưa đan vào nhau. Anh ra đi và lời hứa một đã quan tâm xem video trên kênh của chúng tôi, hãy nhớ bấm nút like và share. Và đừng quên nhớ bấm nút đăng ký để không phải bỏ lỡ qua những phần video tiếp theo.